Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Khánh Ly là một trong số các ca sĩ tiêu biểu nhất của tân nhạc Việt Nam. Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1960, ca sĩ Khánh Ly nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình. Ca sĩ Khánh Ly tên khai sinh là Nguyễn Thị Lệ Mai, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1945, quê quán tại Hà Nội. Năm 1954, Lệ Mai theo mẹ di cư vào miền Nam. Tài năng âm nhạc của cô đã bộc lộ ra từ năm 9 tuổi khi cô tham gia một cuộc thi hát với bài thơ Ngây của nhạc sĩ Anh Việt. Sau đó năm 11 tuổi, Khánh Ly lặn lội đường xa một mình đi từ Đà Lạt về Sài Gòn để tham dự cuộc thi tuyển lựa ca sĩ nhi đồng do Đài Pháp Á tổ chức tại rạp Norodom. Nữ ca sĩ chọn bài hát Ngày trở về của nhạc sĩ Phạm Duy và giành được giải nhì. Năm 1962, sau khi đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp, Khánh Ly bắt đầu bước chân vào sự nghiệp ca hát. Đầu tiên cô hát cho phòng Trà Anh Vũ trên đường Bùi Viện, thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên chỉ được một thời gian. Sau đó cô chuyển lên sinh sống tại Đà Lạt và hát cho các phòng trà ở đó. Năm 1964, Khánh Ly lần đầu gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhìn thấy được tài năng trong con người cô. Ông mời cô về Sài Gòn biểu diễn. Thế nhưng, vì lúc đó cô không muốn rời Đà Lạt nên Khánh Ly đã từ chối lời đề nghị của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đến năm 1967, cô tình cờ gặp lại Trịnh Công Sơn tại Sài Gòn. Kể từ khi đó hai người đã trở thành một hiện tượng mới mẻ giúp nền tân nhạc Việt Nam trở nên có sức sống hơn. Sau khi thực hiện các buổi trình diễn ngoài trời không công cho các trường đại học ở miền Việt Nam, Khánh Ly được mọi người gọi yêu bằng cái biệt danh Nữ Hoàng Chân Đất. Cái tên này xuất phát từ những kỷ niệm theo Trịnh Công Sơn đi hát, khi lần đầu tiên cô tập tễnh bước lên sân khấu, xuất hiện trước một đám đông hơn ngàn người, khiến cô không giữ được bình tĩnh, phải vịn vào vai Trịnh Công Sơn. Sau đó vì run quá, cô cởi bỏ đôi giày cao gót và đứng chân đất. Trong suốt từ năm 1967 đến 1975, Khánh Ly liên tục thâu âm nhiều bài hát và hợp tác với các hãng đĩa tại Sài Gòn như Hãng Đĩa Việt Nam, Sóng Nhạc, Tình Ca Quê Hương, Dư Âm, Nhạc Ngày Xanh, Continental. Năm 1968, Khánh Ly khai trương hội quán Cây Tre ở địa chỉ số Bi Đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Cao, Sài Gòn. Từ đó trở đi, nơi đây biến thành địa chỉ tụ họp của các văn nghệ sĩ và sinh viên học sinh yêu văn nghệ ghé thăm mỗi đêm. Sau năm 1975, ca sĩ Khánh Ly rời khỏi Việt Nam và định cư tại Utah, California, Hoa Kỳ. Năm 1979, cô được Columbia Nippon mời sang Nhật để thâu băng nhạc của Trịnh Công Sơn. Tiếp đến năm 1982, đài băng ca Hon Sao Radio mời Khánh Ly tham gia liên hoan âm nhạc châu Á với nhiều nghệ sĩ nhiều nước châu Á. Trước câu hỏi về nhiều chi tiết, câu chuyện trong cuộc đời Khánh Ly không được bà chia sẻ trong cuốn sách gồm những ghi chép mang tính tự truyện xuất bản gần đây, Nữ Danh Ca Trải Lòng. Tôi xin thú thật, mình là người đi học nhưng không học được, chữ nghĩa cũng là tôi đi vay đi mượn ở sách báo tôi đọc, tôi nghĩ gì thì viết nấy, nhưng tôi không phải ông Trịnh Công Sơn. Ông được nói là móc túi lấy chữ ra viết nhạc, nên nhiều khi tôi cho rằng, mình không nghĩ ra được thì đừng viết, ý tưởng có, kỷ niệm có, nhưng tôi chưa dám. Cũng từ khi nhà tôi mất, gần như chữ nghĩa của tôi bay đi đâu mất, chỉ có yêu hát là tôi không bỏ được. Còn lại tôi đã bỏ quên rất nhiều điều, một trong số đó là điều tôi mong ước được ghi lại tất cả những sự thật. Nhưng quan niệm của tôi là khi mình nói về nhân vật nào đó thì phải nói khi người ta còn sống, không nói khi người ta đã mất. Người mất không có trả lời được, tôi cũng không dựa trên cơ hội đó để kiếm điểm cho mình. Cho nên tôi mong mình có thể viết ra được về những người tôi yêu mến. Còn những người tôi cảm thấy không phải là bạn, họ ghét mình thì tôi không nhắc đến. Khánh Ly cũng thể hiện sự dai dứt khi có những người bà yêu quý đã ra đi mà chưa kịp thăm hỏi, gặp mặt. Ông Phạm Duy, ông Trịnh Công Sơn hay những người tôi rất yêu quý nhưng chưa bao giờ được gặp cả. Đó là nỗi ân hận lớn của tôi. Nhưng Quang Thành cũng bảo, những người lớn tuổi thì chị đừng đi thăm nữa. Chị mà đi thăm người nào thì người đó sớm ra đi, bà nói. Theo lời kể của ca sĩ Quang Thành, Nữ Danh Ca hẹn hò nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín làm sâu. Sau đó ít lâu vị nhạc sĩ qua đời. Bà đến thăm ông Anh Bình trước khi ông mất. Bà thăm ông Thanh Bình. Rồi 10 ngày sau ông ra đi. Ông đã trở gặp Khánh Ly hơn 40 năm.
người hát bài Tình Lỡ đầu tiên của ông, ngay cả Trịnh Công Sơn, 4 tháng sau cuộc gặp gỡ Khánh Ly cũng về với cát bụi. Vừa rồi, Khánh Ly đến thăm nhà thơ Hữu Thỉnh, ông cũng xúc động đến nỗi huyết áp tăng cao, hay chị muốn đến nhà Phú Quang, tôi ngăn nói thôi gặp ở ngoài đi. Còn nhạc sĩ Lam Phương, mấy lần Khánh Ly muốn tôi đưa đến thăm nhưng tôi chỉ đi thăm một mình. Nam ca sĩ dí dỏm kể, cũng tại buổi trà đàm, lý giải về tên chuỗi chương trình ủng hộ quỹ vòng tay nhân ái của Khánh Ly tại Việt Nam, như một lời chia tay tại Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng trong tháng 8 đến 9 năm nay. Khánh Ly nói, đó là tựa bài hát của Trịnh Công Sơn mà tôi rất yêu. Tôi định lựa chủ đề đó ngay từ số đầu tiên chứ không phải bây giờ. Tôi hiểu rõ, con người sinh ra rồi cũng rời khỏi cuộc đời này. Đó là lẽ thường tình. Nhiều người sợ nói về cái chết, nhưng tôi thì cho rằng có sợ thì điều đó vẫn xảy ra và ai cũng phải trải qua như một lời chia tay. Ngày hôm nay gặp các bạn ở đây, tôi chào rồi sau đó mỗi người một nơi, có cuộc sống riêng của mình, lúc nào gặp được thì mình chào, như ông Thanh Bình. Trong hồi ký chuyện kể sau 40 năm, ngoài những ký ức cay đắng, buồn tủi về một thời thơ ấu côi cút, lạnh lẽo, Khánh Ly có kể về cuộc sống khi làm vợ, làm mẹ ở tuổi 18 của mình với người chồng đầu tiên, những cơ cực, buồn tủi từ cuộc sống gia đình, từ sự thiếu thốn tình yêu thương của mẹ. Khánh Ly nuốt nghẹn những đau đớn vào lòng và sống với bầu trời riêng theo ý mình, bất chấp sự phản đối và cả đánh đập của mẹ và cha dượng. Năm 17 tuổi, Khánh Ly sinh con đầu lòng, 18 tuổi, nữ ca sĩ, đã trở thành bà mẹ hai con. Cuộc hôn nhân chất chứa những nỗi đau thầm lặng khi nữ ca sĩ không có tình yêu với người chồng đầu tiên của mình. Được sự cho phép của Khánh Ly, chúng tôi lược đăng những tâm sự của nữ ca sĩ về cuộc hôn nhân đầu tiên ở tuổi 18. Ở tuổi trẻ non dại ấy, Khánh Ly đã là mẹ của hai con, vừa làm việc kiếm tiền nuôi con, vừa giữ thẳm sâu trong tâm hồn những cảm xúc tự do bay bổng. Nữ ca sĩ đã sống những ngày như thế ở Đà Lạt. Ba mẹ con sống với nhau hồn nhiên như cây cỏ trong ngôi nhà hai tầng rộng lớn vắng người, trên một ngôi đồi mà người ở đó gọi là Đồi Miên, tên ông nội hai đứa nhỏ. Nhà không cổng ngõ, không hàng rào, đồi rộng thênh thang, từ hông nhà ngó xuống là một thung lũng nhỏ xanh rì, nhìn mông ra xa thấp thoáng đâu đó màu đỏ của ngói bên cạnh những vườn trồng rau quả xanh ngắt, tiệc với màu của lá cỏ, nổi lên trên màu xanh mượt mà như tấm áo dạ hội bằng nhung. Tôi có thể biết được đó là những vườn hoa. Thuở đó, Đà Lạt đẹp lắm. Người ta bảo Đà Lạt đẹp bởi có bốn mùa giống như Hà Nội nên con gái Đà Lạt tuy ít người xuất sắc nhưng ai nấy đều xinh xắn với nước da trắng hồng, mái tóc đen dày áo mượt, tất cả đều vô tư, hồn nhiên và hiền lành. Các bà bán hàng trong chợ, dù là bán mắm cá, cũng mặc áo dài, bán đậu hủ rau cũng áo dài, bán ngô nướng lúc nửa khuya, bán mì quảng, xôi gà cũng áo dài, hay má cứ ửng hồng lên bên cạnh bếp lửa. Tôi vẫn chưa ý thức được một cách nghiêm chỉnh bổn phận của một người mẹ. Tôi vẫn chưa đủ tình yêu đúng nghĩa dành cho các con. Tôi còn quá trẻ, tôi đã biết gì về cuộc sống quanh tôi. Tôi yêu tôi và chưa kịp sống cho tôi. Không có gì cho tôi, không phải là lỗi của Minh, người chồng đầu tiên của Khánh Ly, phóng viên trong cơn say rượu. Chỉ khổ một cái là người tôi yêu không phải là Minh, chưa rõ ràng là ai. Tôi chưa biết yêu. Mãi nhiều năm sau, tôi mới biết thế nào là tình yêu.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.